Hello anh em, đang quay video nhá. Có gì lên xem kênh YouTube của tôi nha mọi người. Có tiếng súng thôi. Alo. Có chân địch, có chân địch, có chân địch. Giàu thế. Ôi dồi ôi, thoát nước rồi. Tuần bích lên các bạn ơi. Ông nào cũng im im như này.
Alo. Kênh của tôi là Văn Tiệp Vlog bạn ơi. Văn Tiệp Vlog để tôi, ông cứ nghĩ Văn Tiệp Vlog ra mà. Cái ông suy nghĩ sột chéo nha. Thang nha. Văn Tiệp Vlog. Thấy rồi, đấy rồi. Con này ôi giời ơi, ấy quá bạn ơi, đang thay súng số 2, nhìn tôi rồi số 2.
Alo, mọi người thấy mic tôi ồn không? Tôi chờ tôi đang mưa to. Không 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 Ờ. thằng béo, thằng béo bắn đi đừng có đi comment nữa. Cái gì mày nói làm là mày. Ngon ngon ngon. Chờ Đức Huân nữa, làm hết rồi. Phước, làm hết rồi Phước. Lên đầu vệ sinh Phước ơi, Phước. tái tự vệ sinh rồi tăng lao của Ngu mình lắm. tập mang rồi Đứa này ngu thiệt luôn. Đợi lúc ăn đòn đập con ở cái nghe không? Nó mỏm không giờ nó bắt mất à thì bé đó. Giờ Nó mỏm không giờ nó tắt mất kìa. Nhắc cái nào tụt qua garage nữa. Mát này bắn dễ tắt một lắm mà. Bắn mát nào rộng rộng cộng với nó điện. Ở lên kim cương rồi à. Dễ vậy. Trời ơi, tính thằng thằng Phước nó bắn ngon đến nỗi 400 trận nó chưa lên 450 trận chưa lên cao thủ. Out. Có người nè, qua đây đi lút nữa không có tốt cho mắng ca không có tốt. Ở đóng nè, đóng nè, đóng nè, nguyên tim nè, nguyên tim nè. Đợi 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 đây nhưng có đang có Phước qua đây đừng có lút nữa. Số hai rồi, alo số hai rồi, số hai rồi. Đây 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 đây. Qua qua không rồi. Qua 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 qua. Nó ngay dưới đây nè. Bên mình kia có người rồi, đầu kia có người rồi. Trên kia rồi, trên kia rồi. Cắn hoài. Kêu vệ sinh. Phòng lấy nhà trước. Ờ. Để mình ra một ok nha. Gà chưa, gà chưa? Nghe coi, gà coi. Thấy chưa thọn đòn mà đi ra mà. Đó. Để trước rồi đó nha. Nó đâu chúng ta? Trên đó mình kia nó bắn xong nó. Rồi rồi, không đổi chạy lên à, không đổi chạy lên à. Enemies ahead. À hay hay. Đồng bộ nó xa nha, đồng bộ nó xa nữa. Ở Enemies xa ahead. có. Thấy luôn, thấy luôn. Ui xa tê. Không dính. Trước mặt không rồi, ông ơi, ông ơi, trước mặt không rồi. Enemies ahead. Trên đi. Trước mặt không rồi. Không nghe nha. Xa quá.
Có công đi. Công lên, công lên. Mark the location. Cứ công lên đi em. Ui. Phước, đẩy lên chúng em đi Phước à. Đừng đứng thôi em à. Ờ Phước, đừng đi đâu đó Phước, Phước, đừng đi đâu đó Phước. Có thằng ở đây nè, có thằng ở đây nè. Không có thằng máy nè. Ủa chưa? Đợi, 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 quăng, móc, móc. Ui. Ngày 18 quăng được chết máu rồi, cô. Nó đang cố kìa, nó đang cố kìa. Từ từng qua tính từ ngày 10 đến ngày 7 đã có 3. Số 1 đâu rồi? Số 1 làm gì đây? Kêu. Tầng thời có khoảng 4 ngày. 1 10 ngày mấy là F2. Thằng Lê Phước đi đâu vậy? Tôi về đây cái có rồi. Số 1 chơi đi xa thế? Phước, tao nói rồi, mày đẩy qua bên này đi Phước. Mày đẩy xuyên quá. Mày ngu quá, mày đi xuống tim nhưng mà kêu không được. Ngon quá. Ôi. Lê 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 lê. Hai 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 hai. Bên kia bắn bên kia. Bên đây nè. Phước ơi là Phước. Nãy nó thì có mày đi chung với anh Kiệt béo lên nè. Không là ngon rồi đó Phước. Phước. Lùi lại. Ủa bên kia. Sao rồi? Bên kia đồi. Bỏ xuống rồi. Ôi chỗ này không chơi được. Này gốc cao lắm. Có còn thằng màu xanh bên đây nè. Mặc đồ xanh á. Tôi té chỗ khác. Đi chỗ khác đi. Có bắn. Rất khèo rồi. Mày khờ quá á, mày khờ quá á. Không có chịu quá à. X6 này. X6 đây. À, ok, cảm ơn ông rồi. Ok luôn. Ông à. Đợi, ôi, bắn ghê mày ơi. Nó thấy. Đừng nằm cỏ. Không, nằm được. Nó bị lắc rồi chắc luôn. Tao quýt nè, mày ngó ra. Bên đấy còn mấy thằng gì? Mày ngó hả? Hai thằng đó. Hai thằng không rồi. Đây một thằng. Yếu rồi, năm cổ. Đẹp quá à. Đây. Chọn gói 35 triệu. Rồi, xuống cái lũ luôn ba. Nghe thiệt. Để công lên đấy. Thêm máu xin, máu to. Máu to. Cái cần thôi rồi con bị lấy hả? Kìa, sao bị tắt? Ê, có máu. Đưa vào ông ơi. Ok. À, có máu à? Có máu rồi. Thôi con. Nó có bên, nó có bên trái. Nó bên này. Leo quá à. Bắn kìa đây, bắn cục đá đây. Nóng. Cục đá nóng đúng không? Nóng rồi. Tôi cái bên phải cho. Không, ngày trước.
Không mai ta lấy được. Bắn thằng áo xanh ở nhà trước mà. Nóc luôn rồi. Ủa nó đứng nó đáp. Dạo mẹ. Nó một thằng rồi. Đây. Đúng quá. Nó đang cứu ấy. Qua đây số 1 đây. Qua số 1 nó cứu nhau ấy. Vậy không có hoa đang cứu trên cục đá rồi. Ở chuẩn bị qua chỗ tôi này. Ở chỗ đông đá, hòn đá to to luôn nãy. Trên trái mẹ. Bên trên trái mẹ. Mấy này bắn ngu quá. Ra được nha, ra được, ra được, ra được. Sợ vô bao trước, vô bao trước. Ôi Phước còn đó, Phước à. Phước. Ghê trời. Đây có nhà rồi. Đây một đá trên đây, một đá trên bên phải hả? Nó đây nè, nó đây nè. Vắng thật. Cục đá rồi, cục đá trước mặt rồi. Kìa. Thằng này núp nhiều lắm ấy. Kìa. Thằng núp xuống suốt đấy. Ấy nó. Nó nãy nó bắn. Nó đứng nó đứng cá cao kìa quéo. Lo được nha, lo được. Ghê trời, cái xấu ghê trời. Công luôn. Mìn đâu. Mìn. Hết, bà hết rồi. Ông ấy lùi rồi. Nó chạy rồi. Ôi kìa bò. Bò. Thằng chết bò à? Chờ này, bọt nha. Cảm ơn thằng khác. Bắn hả? Ra. Lên nóc nhà, Đã biết chỗ đấy. Không bắt một đi, nó không bắt một đi. Lên nóc nhà đi béo ơi. Im. Còn 3 thằng rồi. Nhìn ngay to lắm thì Phước.
Tôi nằm rồi. Rồi nằm. Ôi trời ơi. Thô, thô, thô. Ôi. Bắn kim cương bắn khoảng nằm. Giờ mình chỉ nằm. Tôi đang ghi hình nha anh em, vào tí vào kênh YouTube của tôi xem. Công việc này áp lực rất lớn, liệu cậu có chịu được không? Dạ em lấy vợ được 1 năm ạ. Ok, cậu được nhận. Nghe nói cậu đã từng tham gia một vai diễn chính trong một bộ phim kinh điển của Hollywood, đúng vậy. Cậu đóng phim gì mà sao tôi không thấy nhỉ? Dạ phim mất tích ạ. Em mất tích từ đầu đến cuối phim luôn. Sao điện thoại cậu lại lấy ảnh vợ làm ảnh nền? Dạ để em vượt qua áp lực công việc ạ. Cậu nói cụ thể được không? Những lúc mệt mỏi em nhìn vào điện thoại và nghĩ người này ta còn chịu được được thì người sếp, người khách hàng hay người gì đi chăng nữa ta cũng chịu được hết anh ạ. Cậu có kỹ năng làm việc theo nhóm không? Dạ cực tốt, trừ một số trường hợp ạ. Cụ thể là tại sao xe Toyota lại không trang bị động cơ turbo tăng áp? Trong rất nhiều bác cũng hay thắc mắc câu hỏi này. Tại sao? Những đặt xe chuyên nghiệp 13 tuổi mà đã biết 5 ngôn ngữ lập trình. Cậu coder này viết được ứng dụng quản lý số tiền điện tử trị giá 7 triệu đô la Mỹ. Arjun Kansi, phó chủ tịch mảng phát triển kinh doanh của công ty blockchain Ấn Độ Polygon Matic, nhận được một tin nhắn trên LinkedIn mạng xã hội tìm kiếm việc làm từ một nhà phát triển crypto có tên Gojenek với nội dung xin chỉ dẫn từ người đi trước. Ông cảm thấy nghi ngờ, phần lớn là bởi Nek nói rằng cậu mới chỉ 13 tuổi. Tôi nghĩ 100% đây là scrammer rồi. 13 tuổi, rõ điều. Đây chắc là một tên lớn tổng đồng đầy râu ria. Ấy nào. Đây, đây đi. Đây dầu nè, đây dầu. Nhảy này nè, nhảy này nè. Đừng nhảy kia. Có một cái trên đầu rồi. Cái này em khó. Dạ. Chả ai cũng bắt đầu. Cái này nó cái mớ màu trắng. Xài. Có người không? Không à. Thằng này ở đây nghèo mày ơi. Nghèo thế. Đi săn đi. Ít 4, ít 3 anh em ơi.
Search for vehicles. Alo. Thằng Lê Phúc đâu? Lê Phúc, đừng đi lễ nha, hơi mệt á. Tìm bạn không, cho mày thua. Cho mày ít 4, lấy không? Cho ít 4 mà lấy không? À thôi, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Ít 4 khó bán mày, mày nhìn nó nhắn gì kìa, kìa quéo. Quá. Quá là gì mày? Qua mít tầm đê. Cậu chơi lắm. Cái người bắn này mà. Qua mít tầm đê. Cái người bắn. Có xe nè, có xe nè, có xe luôn nè. Con gái đứng đá đây. Lái xe đi. Ờ mẹ ơi, này có bóng lút mẹ ơi. Có người lút mẹ ơi. Nó ra. Đi nè. Boss nằm mở hết cửa nè. Có đấy không? Ó, 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 heo heo kìa. Ờ, đi lên xe nè. Tao nghe tiếng súng gần đây. Enemies ahead. Lên xe nè. Thằng Lê Phước đợi 4 kìa. Ghê không? Để Phước ơi, hơi mệt á. Chú mặc á, chú mặc á anh em ơi. Chú mặc á. Có thằng à, có. Chắc ở trong khu nhà này nè. Ơ, dưới đây cô. Watch out. Nhà màu xanh. Kìa. Nhà thấy không? Đó. Chết. Trên nào. Trên nhà. Ôi, ở đây đông lắm. Kiểm trợ đi, ở kia. Bắn bắn cái đống nhà trước anh em ơi.